Chào các bạn. Đây có hai đội đang khởi động ra sân trận đấu giữa Công an Hà Nội FC và Bình Định FC mở màn V-League 2023. Các cổ động viên Bình Định rất là sôi động đánh trống. Bên đang bên Bình Định một bên Hà Nội. Hai đội đang khởi động. Thank you.
tài năng trẻ của Công an Hà Nội. Đây khán này à. Hai đội vẫn đang khởi động tập. Cam bình tĩnh, áo đỏ sậm. Các đội, hai đội đang tập. Video trước trận đấu Công an Hà Nội FC và Bình Định FC nên kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người ủng hộ bằng cách bấm đăng ký kênh và bấm like. Xin chào và hẹn mọi người ở video tiếp theo.